Tuyến đường vành đai 3 trên cao của Hà Nội hoàn thành sẽ giúp giảm ùn tắc ở trên đường mà chúng ta đi ra sân bay Nội Bài. Trong khi đó thì không biết là đến bao giờ thì đường vào sân bay Tân Sơn Nhất mới có thể thoát khỏi tình cảnh kẹt xe nặng nề như hiện nay. Nhưng mà trong hoàn cảnh cái khó thì đã ló ra cái khôn. Một dịch vụ vận chuyển khác đã ra đời từ bối cảnh tắc đường này và được dự đoán là sẽ vô cùng hút khách trong thời gian tới. Đó chính là dịch vụ vận chuyển khách từ trung tâm Sài Gòn ra sân bay Tân Sơn Nhất và theo chiều ngược lại nữa. Dạ vâng, chiều ngày 9 tháng 6 vừa qua, những hành khách đầu tiên đã được trải nghiệm dịch vụ này, dịch vụ chở khách bằng trực thăng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến tòa nhà Times Square ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và thực sự là ngày hôm qua Linh vừa trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và ước gì mình là một trong những người đầu tiên được thử dịch vụ này. Và đây là tòa nhà tư nhân đầu tiên được cấp phép cho loại hình vận chuyển này. Thế nhưng điều mà được nhiều người quan tâm nhất là giá dịch vụ cũng như ai sẽ là những hành khách cho những chuyến bay này. Theo công ty trực thăng miền Nam, hiện đơn vị này và công ty cổ phần đầu tư Times Square đang bàn bạc và sẽ ký kết một hợp đồng nguyên tắc dài hạn để bay phục vụ việc đưa đón khách bằng trực thăng. Đường bay sẽ được thực hiện từ bãi đáp tòa nhà Times Square đi sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại, hoặc từ bãi đáp Times Square cũng như sân bay Tân Sơn Nhất đi các điểm khác ở khu vực phía Nam. Hành khách chủ yếu được hướng đến khách hạng sang, lãnh đạo của tòa nhà Times Square và khách lưu trú tại khách sạn Riverie Sài Gòn, là khách sạn 6 sao đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giá của dịch vụ này vẫn chưa được các đơn vị liên quan xác nhận, thế nhưng theo các chuyên gia hàng không, với hành trình từ tòa nhà này đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng trực thăng EC-155 sẽ tốn khoảng 10.000 đô la cho một chuyến bay với từ 5 đến 6 người, tức là khoảng hơn 200 triệu đồng. Như vậy mỗi người sẽ phải trả từ 30 đến 40 triệu đồng. Vâng, 30 đến 40 triệu đồng cho một chuyến bay. Chắc chắn là với tôi và với rất nhiều người khác thì đây quả thực là một số tiền không hề nhỏ cho một loại hình chở khách cho một chuyến bay như thế này. Trước đây vào tháng 11 năm 2015 thì dư luận cũng đã từng xôn xao khi mà một chú rể ở Bạc Liêu đã thuê hẳn một chiếc máy bay riêng của hãng Vietnam Airlines đến thành phố Hồ Chí Minh để rước cô dâu với giá là 200 triệu đồng. Đại diện của Vietnam Airlines lúc đó cho biết là xét về nguyên tắc thương mại thì việc thuê nguyên một chuyến bay không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên thì số lượng khách hàng yêu cầu dịch vụ này thì lại rất là ít. Dạ vâng, còn cách đây 5 năm tại Đà Nẵng cũng có một công ty lữ hành cho thuê trực thăng để du lịch, quay phim, chụp ảnh. Tuy nhiên giá thì không hề rẻ chút nào. Giá thuê trực thăng MI-17 với 24 chỗ ngồi ở mức 4.800 đô một giờ. Nếu khách hàng có ý định là quay phim thì phí sẽ cao hơn, dao động từ 5.700 đến 6.200 đô một giờ. Còn chiếc trực thăng mang thương hiệu là EC-155 như chị Linh vừa mới giới thiệu, với 12 chỗ ngồi, giống như là được dùng để chở khách từ sân bay của ở tòa nhà Times Square vừa rồi, thì giá thuê được cho là cao gần gấp đôi chiếc MI-17. Vâng, gần gấp đôi, tức là ở mức khoảng 8.400 đô la Mỹ một giờ, tương đương là 168 triệu đồng. Nếu quay phim chụp ảnh thì mức giá dao động trong khoảng là hơn 180 triệu đồng cho một giờ.